Chà, xin kính chào tất cả quý con cùng tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình cho Lương ăn cử chiều nha các bạn. Thì hôm nay mình cũng có thời gian rảnh nên mình cũng làm một cái video ngắn để chia sẻ cùng quý anh em và các bạn về cái quá trình mình cho Lương ăn cử chiều nha các bạn. Thì ở đây thì mình nuôi nhiều hồ nhưng mà cũng nhiều giai đoạn nha các bạn. Tại vì có một số hồ ở đây mình nuôi không thả đồng loạt. Tại vì một lần thì mình thả khoảng mười mấy 20 ngàn à. Thì một hồ thì mình thả khoảng 3-4 ngàn tùy theo cái hồ lớn hay nhỏ. Tại vì ở đây mình có một số hồ composite nữa, thì ở đây là cái số lượng nhỏ nha các bạn. Cái số này chắc tầm khoảng có 180-190 con ký. Thì cái lô này thì mình dưỡng bên nó bể composite, khi nào mà lương nó lớn lên xíu nữa tầm khoảng có 60-70 con ký thì mình sẽ chuyển qua những hồ xi măng bên kia. Tại vì cái bể composite này thì mình chỉ chủ yếu là mình chỉ giữ cái lương nhỏ thôi để hậu bị cho những cái lương, những cái hồ bể xi măng. Tại hồ bể xi măng thì cái kích thước nó tương đối lớn hơn nha các bạn. Thì cái con lương mình thì nó phân cỡ, nó phân đàn dữ lắm, cái kích cỡ con lớn con nhỏ nó phân rất là rõ. Do đó là trong quá trình nuôi mình phải lựa. Thì ở đây thì mình để con lương lớn mình mới thả vô cái hồ để mình thả vô cái mật độ nuôi cuối cùng. Ví dụ như những cái hồ mà bể xi măng á, thì mình có thể thả cái mật độ khoảng có 70-80 con ký á, thì mình mới để cái mật độ nuôi cuối cùng nha các bạn. Thì lúc nhỏ thì mình chỉ dèo mình dưỡng trong mấy bể composite thôi. Thì những cái hồ này á, thì mình đã chuyển qua bên đây rồi. Thì cái size bên đây á, tầm khoảng cỡ 3-40 con ký. Thì đây là đang ăn thức ăn 2 ly nha các bạn. Tại vì cái cử chiều cử tối gì đó là cái ở trong cái trại mình nó hơi tối, do đó là quý con các bạn xem cũng thông cảm nha. Tại vì cái con lương rồi khi ban ngày thì nó ăn cũng hơi yếu nha các bạn. Với lại ở đây mình tập cho nó ăn cái cử chiều tầm khoảng cái 5:30 mới cho ăn. Do đó là mặt trời nó cũng hơi xuống rồi, nó hơi tối. Do đó quý con các bạn xem nó cũng thông cảm như mình nha. Tại vì ở đây nó hơi tối mình không có bắt đèn lên. Thì chủ yếu là mình mở cái đèn led của cái điện thoại để mình quay thôi. Thì cái cỡ đây là cỡ, cái cỡ này tắt khoảng cỡ 25 con với 30 con ký nha các bạn. Cái mẫu đây thì nó cũng hơi lớn. Rồi cái mẫu hồ kế bên đó thì tầm khoảng 3-40 con ký. Còn cái hồ cha mình đang cho ăn, cái hồ bên đây thì khoảng có mười mấy con ký à. Đây là cái thức ăn thăng long nha các bạn, mình đang cho nó lương nó ăn. Thì cái hồ bên đây thì tầm khoảng có mười mấy con ký thì mình chuyển qua 3 ly nha các bạn, khoảng 15-17-20 con ký. Thì mình đang chuyển qua thức ăn thăng long để cho nó lên màu từ từ. Tại vì cái thức ăn thăng long thì nó không có lên màu cấp tốc giống như những loại thức ăn khác. Nó phải lên màu từ từ giống như là CP vậy đó. Tuy nhiên thì nó rẻ hơn của CP. Do đó là mình lựa chọn cái thức ăn này. Tại vì bây giờ thị trường giá lương thịt nó cũng rẻ nha các bạn. Do đó mình sử dụng cái loại thức ăn nào mà nó tối ưu nhất. Nó có thể là màu lớn, màu vàng đẹp. Nhưng mà cái giá nó hợp lý trong cái thời điểm này. Tại vì cái lương thịt bây giờ nó tầm khoảng có 78-80 ngàn ký à. Mình sử dụng cái thức ăn mà tới 700-800 ngàn bao thì nó hơi cao quá so với thị trường lương thịt bây giờ. Do đó thì mình cũng nên cân nhắc nha các bạn. Thì đây là cha mình cứ chiều thì cha mình gái. Ở đây thì cái khu tương thịt thì cha với mẹ ở đây chăm sóc cái khu ngoài này nha các bạn. Mình làm cái khu lương giống. Ở đây thì mình nuôi là cái giá thị lưới nha các bạn. Mà ở đây mình trải một cái lớp dĩ lưới ở trên thôi. Do đó là con lương chủ yếu là nó bám cái lưới để nó sống, nó sinh hoạt ở trong cái khung lưới này. Ở dưới thì mình làm dĩ chặn. Do đó là khi con lương nó ăn thì nó sẽ rút lên trong cái khung ở trên, nó không bị phân tán. Còn đây là khu lương lớn nha các bạn, cha mình đang cho ăn. Ở đây thì mình nuôi nó nhiều hồ, nhiều giai đoạn, do đó là cái thức ăn nó cũng khác nha các bạn. Thì cha mình chọn tới 5 thao lận, thì mỗi thao tương ứng với một kích cỡ thức ăn. Thì cái lô này là cái lô mình gần xuất nè. Ở đây thì lương này nó lớn rồi, cái con này chắc tầm khoảng cỡ mình nghĩ chắc khoảng cỡ 2 con ký hoặc 3 con ký, tối đa là 3 con ký thôi. Tại vì lương đây nó lớn. Cái lô này thì mình chuẩn bị xuất nha các bạn. Đây thì cái lương lớn này thì mình cũng ăn thức ăn thăng long. Với lại cái viên ở đây là viên mình sử dụng cái viên 4 ly nha các bạn. Các bạn thấy ở trong nước mà lương nó vẫn vàng nha. Mà thì một số loại thức ăn khác thì các bạn thấy là cái sống lưng nó không vàng nha các bạn, nó bị đen cái sống lưng. Nhưng là loại này cái lưng vàng luôn. Thì những hồ này là mình để 3.000 con nha các bạn. Thì lúc trước thì mình thả mật độ chỉ 3.000 con à. Thì hồ mình 6m2 thì mình thả 3.000. Thì tới thời điểm hiện tại thì nó có thể trong quá trình nuôi nó cũng hao hụt nha các bạn. Có thể là nó xỉu, nó hao hụt thì chắc nó tầm khoảng còn khoảng 2.700-2.800 là cùng.
Tại vì cái hồ lớn thì mình nuôi nó cũng lâu rồi. Còn cái hồ cha mình đang thả đó là cái hồ đó mình nuôi được 9 tháng nha các bạn. Cái đó thì nó nuôi sao với bên đây. Tại vì mình đây mình nuôi dạng cuốn chiếu. Còn những cái hồ này mình nuôi được 13, 14 tháng rồi. Cái hồ này thì hồ lớn nhất. Còn cái hồ cỡ sau lưng mình đó, hồ phía mình quay cho các bạn thì cái hồ sau là được 5. Còn cái hồ cha mình đang gãi bên kia là hồ là được 9, 10 tháng. Thì tầm khoảng cả 2, 3 tháng thì mình sẽ xuất một lô nha các bạn. Thì đây các bạn thấy cái màu lưng da rất là đẹp nha các bạn, màu vàng lắm. Các bạn thấy trong video vậy chứ tại ở đây băng cái mặt trời thứ nhất là buổi tối nó chiều á, thứ hai nữa là cái quay ánh sáng nó bị chá, do đó mình mở đèn led nhiều khi các bạn xem nó không được rõ lắm. Thì cái lô này nè, cái lô này mình thả được 9 tháng nè. Thì cái dãy bên đây là mỗi hồ khoảng 3.000 con nha các bạn. Thì các bạn thấy cái khi mà cho ăn là cái dĩ chặn các bạn thấy thì rất tối ưu nha, lươn nó gom lên cái khúc trên không mà, do đó là nó ăn rất là đều, tại vì con lươn á tập tính nó là sống bầy đàn nha các bạn, khi mà nó đông á thì nó sẽ ăn mạnh hơn. Cái vĩ chặn này nó rất là tối ưu các bạn thấy không, ở dưới nó chỉ có một hai con thôi, những cái con nào yếu yếu thì những con đó mới ra ngoài thôi, bình thường là sẽ gom vô cái vĩ chặn hết, nó ăn rất là đều. Các bạn thấy nó ăn rất là tập trung, bởi vì khi mà mình gãi lươn nó ăn nó bắt mồi, các bạn thấy đã mắt lắm, nó gom lên nó ăn cái khúc ở trên đó. Thì cái vĩ chặn này nó cũng có nhiều nhiều cái ưu điểm lắm, nhưng mà bữa nào để mình làm riêng về cái chủ đề cái vĩ chặn thì mình chia sẻ riêng với con các bạn. Cái hồ mà cha mình đang gãi đó là cái hồ đó là hồ lớn nhất, cái dãy đó là dãy lươn lớn nhất. Còn cái dãy mình đang quay bên này là cái dãy này được 5 rồi nha các bạn, được 11 tháng mấy rồi. Thì bên đây thì cái con lớn là tầm khoảng nửa ký, con nhỏ tầm khoảng 300, hơn 300 gram. Thì ở đây mình tạo màu được chắc khoảng 2 tháng ngoài rồi. Thì cái mình đây mình tạo là cái thức ăn thăng long, do đó nó hơi chậm các bạn. Nếu như cái này mà đưa thức ăn nô bắc vô thì nó vàng lắm. Nhưng mà mình ở đây tại vì cái thị trường và lương nó thấp, mình chưa có tạo màu cấp thấp. Mình chưa có muốn xuất cái mấy hồ này. Do đó là mình chủ yếu là mình cho nó ăn thức ăn thăng long để cho nó lên màu từ từ từ. Thì những hồ này tầm khoảng 2 tháng nữa mình mới ra nha các bạn. Thì do là thị trường mà cái lương nó giá nó thấp đó, do đó là mình để cái con lương mình nó lớn mình mới ra, chứ mình không ra lương nhỏ nữa. Thì ra lương nhỏ thì nó không có cái đầu 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 từ ký đầu tấn nha các bạn, do đó là mình nuôi cái hồ mình nó cái sản lượng nó thấp lắm. Nếu như cái giá thấp mà cái hồ mình không có năng suất nữa thì nuôi nó không có lợi nhuận, do đó thì mình nuôi mình kéo dài, mình nuôi dài hơn so với một số anh em. Tại vì lương á, thì quý con các bạn nuôi 10 tháng, 12 tháng các bạn bán cũng được. Nhưng mà cái trọng lượng á, trọng lượng hơi nhỏ. Do đó là nó không có được ra đầu tấn. Mình á, thì mình nuôi 12, 13, 14 tháng mình mới ra. Ở đây á, thì mình nuôi 24 hồ, mình xây vòng ra mình nuôi. Thì cứ nếu như mà lương hút á, thì mình gom gom lại mình bán. Rồi không, nếu như mà lương nó thấp á, thì mình nuôi tới lớn. Mình bán một dãy khoảng 4, 5 hồ, 4, 5 hồ. Để mình lấy thằng lớn nuôi nhỏ nha các bạn. Tại vì thả một lần một lượt á, thì 20-30 hồ á, thì nó cái vốn nó nặng vốn lắm, cái lại nó sẽ bị đôi khi á, nó bị ủng cái thị trường á, do đó là mình chia nhỏ ra, mình chia ra nhiều nhiều tháng, tại vì mình nuôi quanh năm á, thì cần chứ mình xuất quanh năm, mà có tháng á, thì mình xuất lương giá nó thấp, nhưng mà những cái tháng mà giá nó cao, có những tháng trước Tết hoặc là sau Tết như tháng Giêng này giá nó có giá thì mình bán giá nó đỡ hơn, có thể là nó sẽ bù lại những cái tháng mùa nước. Tại vì thường thường thông thường là những tháng mùa nước nổi á, thì nó sẽ đụng với cá đồng nha các bạn, với lương đồng của bên của nước mình với bên Campuchia nước bạn họ chuyển về, do đó là đụng rất là nhiều cái mặt hàng thủy sản đồng, do đó là cái giá nó không có thể cao so với những tháng nắng. Thì năm nay thì nói chung là giá lương thì nó thấp gần như là quanh năm, tuy nhiên là một số tháng nó cũng có điểm nhấn, ví dụ như Tết á, thì mình bán giá được 82 nha các bạn. Thì hiện tại thì giá cũng khoảng cả 80, 82, có chỗ thì 78, 80. Mình đây là mình nói là cái lương lớn nha các bạn, cái lương sồ nha. Tuy nhiên thì một số chỗ thì các bạn bán có lương nhất, lương nhì, lương ba nó lộn xộn thì cái giá nó sẽ thấp hơn. Mình đây thì mình đang bán lương sồ mà gần như là lương nhất trên 95% rồi. Thì nhất bây giờ họ lấy 250 gram con. Thì đây là mình nuôi khoảng 3 con ký, 2 con ký mình mới ra. Với lại trong quá trình nuôi á, mình lựa, tại vì cái mình lựa cái lần cuối cùng là tầm khoảng 60 con ký à. Do đó mình nuôi tới lớn thằng lương nó khá là đều nha các bạn. Nếu các bạn mà nuôi bằng lương giống, từ lương giống nhỏ tới lớn luôn, bạn không lựa thì nó phân cỡ lắm. Mấy bạn nuôi 2 năm con lương bây giờ nó vẫn còn lương ba lương nhì,
Do đó là trong quá trình nuôi, cái quá trình nuôi ấy, thì cái khâu phân cỡ nó rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn phân cỡ nó càng kỹ thì các bạn nuôi nó càng đạt. Tại vì cái con lươn nó đều nhau, nó không có cạnh tranh nhiều nhau, thì cái con lươn nó rất là đồng đều, đồng thời là nó đạt được sản lượng đầu con, đầu tấn nữa. Tại vì cái con lươn mà nó đều nhau, các bạn thấy nó ăn rất là đều, nó không có bị con lớn nó chèn con nhỏ, nó không có bị lươn chai lươn đẹp nha các bạn. Các bạn thấy cái hồ của mình nuôi đều lắm. Tại vì trong quá trình nuôi á, tại mình có cái vỉ chặn đó, khi mình thay nước á, là cái con nào mà nó nhỏ nó xuống dưới cái vỉ chặn dưới, thì có vài ba con các bạn ở đây cha mình gần lần nào thay nước thì cũng phân cỡ. Mình phân cỡ lần cuối cùng là khoảng 60-70 con ký, là mình để luôn tới lớn. Thì trong quá trình thay nước á, thì mình ở đây là cha vẫn lựa nha các bạn, con nào nhỏ thì thả vào nhỏ, con nào lớn liệu hồ lớn. Tại vì mình nuôi là nuôi cái dãy liền kề, ví dụ như một dãy của mình là 5 hồ thì 5 một hồ đó là cùng một đợt, thì cái dãy nào có cái hồ mình nuôi là tả từ hồ lớn cho tới hồ nhỏ. Do đó là khi phân cỡ, khi quá trình thay nước á, là mình lựa hồ lớn và hồ nhỏ, tại nó sát bên á, xúc liễn rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì các bạn phải có cái dĩ chặn các bạn lựa mới được, tại vì khi mà thay nước á, mình có cái dĩ chặn hay con nhỏ thường nó sẽ bị mấy con lớn đánh dạt xuống cái cống, do đó là lựa nó dễ lắm. Cho ăn nãy giờ nó cũng gần ngơi các bạn, tại vì nãy giờ cha mình gãi cũng 2-3 đợt à, do đó là nó cũng hơi ngơi. Quên nữa, cái mực nước, cái lươn lớn mình đây là để 4 tấc nha các bạn. Cái mực nước là 4 tấc, còn cái lượng lươn là mình nghĩ chắc khoảng từ 2 tấc 7, 2 tấc 8, khi mình xả cạn á, cái hồ 6 mét vuông á. Vậy đó là cái nước thì mình để khoảng 4 tấc, ở đây mình xả tràn luôn nha các bạn, vừa thay nước vừa xả tràn. Tại vì cái hồ mình hồ nhỏ, do đó là mình xả tràn luôn. Đây là cái chất lượng thức ăn, cái màu sắc của thức ăn các bạn, cái màu nó vàng đẹp lắm. Đây là thức ăn của thăng long. Này, khi mình cho ăn nó tới gãi được 2 lần các bạn, lần thứ ba bắt đầu con lươn nó cũng hơi ngơ ngơi rồi, nó ăn cũng không có được sung lắm. Thì khi thấy mình thấy con lươn mà nó hơi ngơ ngơi vậy là mình ngưng, mình không gãi được nha các bạn, thì coi như là nó ăn những cái viên thức ăn còn cù nữa nhiêu đó là coi như là xong cử chiều. Thì ở đây mình gãi tối đa khoảng 3-4 lần thôi, mình chia nhỏ cái cử ra mình gãi xương xương vậy đó, tới thấy mặt lươn nó ngơi thì mình sẽ ngưng. Thì mình ở đây mình chú ý là cho ăn thức ăn cho lươn ăn theo nhu cầu các bạn. Tại vì cái con lươn á, tập tính của nó thì nó ăn không có cố định. Thì khi mà thời tiết mà tốt, nắng ấm và nhiệt độ ổn định thì nó sẽ ăn mạnh hơn. Nhưng mà thời tiết lạnh hoặc là những ngày mà nắng quá nắng nó cũng ăn yếu các bạn. Những ngày mà hơi lạnh chở gió mà hơi lạnh lạnh xe lạnh nó cũng ăn yếu nữa. Do đó quý con các bạn cho ăn á, thì mình chủ yếu là theo cái định lượng bắt mồi của con lươn, nó ăn mình thấy cảm nhận mà nó ngơi thì mình sẽ ngưng. Rồi, như vậy là con lươn nó sẽ ngơi các bạn, nó ăn vậy là đủ rồi đó. Khi mà các bạn thấy mà nó dựng đứng, nó chu cái mỏ lên, vậy là coi như là con lươn nó đã ăn no rồi, mình không thải nữa. Nó gom vậy là con lươn nó đã no nha các bạn. Mình thấy là nó đã ngơi rồi, thì nó ngơi vậy là mình không cho ăn nữa. Video tới đây nó cũng dài nha các bạn, thì mình cũng xin phép quý con các bạn mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Thì đôi năm mới thì cũng có đôi lời nhắn gửi với một số anh em, thì nói chung là năm nay cái giá lương nó thấp, nhưng mà cũng mong là quý con các bạn cũng đừng nản nha các bạn, mình cố gắng mình kiên trì để mình giữ cái nghề. Thì nói chung là tình hình là khó khăn chung tất cả các ngành thủy sản, nói chung là con nào có giá nó cũng thấp hết trơn các bạn, chứ không phải riêng gì con lương. Tuy nhiên quý con các bạn cũng nên cố gắng để duy trì cái nghề, mong sao là cái nghề nuôi của chúng ta càng ngày càng phát triển nha các bạn. Thì cuối lời thì cũng xin chúc quý con các bạn cùng những cái anh em chung cái đam mê nuôi lươn thì có một cái vụ nuôi thật là thành công. Mong sao là năm 2024 này chúng ta được mùa được giá nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý con các bạn ở những video kế tiếp nha.